Xin chào các bạn, hiện tại thì trên màn hình của chúng ta đang là một siêu phẩm đến từ năm ngoái. Đó là chiếc Asus Zenfone Zoom. Có thể nói cái video này cũng gần như là look back rồi. Bởi vì là cách đây cũng khá lâu rồi mình đã từng trên tay chính chiếc điện thoại này gửi đến các bạn. Và hôm nay thì mình mới được có cơ hội mở hộp nó. Và đây là lần đầu tiên mình được cầm trên tay một chiếc điện thoại đến từ Asus mà được đóng hộp đẹp như thế này. Và chúng ta sẽ có gì với cái hộp này? Ở góc này thì chúng ta có một cái vết móp. Cái này không phải là do nhà sản xuất mà cái này là do quá trình vận chuyển, cho nên là mình không chịu trách nhiệm. Tiếp theo là ở mặt trước chúng ta sẽ có chữ Zenfone Zoom với hai chữ O được đặt ngang và lồng vào nhau như kiểu là cái ký hiệu vô cực ấy. Còn ở đây chúng ta có một đường tròn. Cái đường tròn này là như thế nào thì có lẽ là các bạn cũng đã tưởng tượng ra cái mặt lưng của chiếc Zenfone Zoom rồi. Ở cạnh bên thì chúng ta không có gì cả, chỉ có một cái logo Asus ở trên đỉnh mà thôi. Chúng ta có cái đường rãnh chia như này, có nghĩa là cái hộp này sẽ được mở kiểu nhấc lên như này. Ở mặt sau thì chúng ta có tem của nhà phân phối. Hiện tại thì mình theo thông tin mình được biết thì ở Việt Nam chỉ có 5 chiếc Zenfone Zoom để review mà thôi. Ở dưới này có một cái logo của cái giải thưởng Good Design. Giải thưởng này chắc là giải thưởng năm ngoái luôn. Và chiếc Zenfone Zoom chúng ta sẽ có tên mã là ZX551ML. Còn bây giờ thì mình sẽ bóc cái siêu này ra. Và dùng cái gì cho chất được nhỉ? Ở đây, dùng này đi. Mặc dù đã được trên tay Zenfone Zoom khá lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được mở hộp nó. Và mình cũng rất tò mò xem là Asus họ đóng gói những gì trong này. Nào, rất hồi hộp đúng không ạ? Có gì đó tắt ở cạnh này, nhấc lên. À, như vậy là mình đã đoán nhầm. Vừa nãy mình đoán là cái hộp của Zenfone Zoom sẽ nhấc cả cái nắp này lên và vứt đi. Nhưng mà không phải, là nó mở ra như này, như một chiếc hòm trang điểm luôn. Ở đây chúng ta có một cái dây da để đeo giống như là những cái máy ảnh ấy. Như máy ảnh du lịch chúng ta hay có một cái dây để đeo vào cổ tay đúng không? Và đây Asus họ cho mình một cái dây. Đây là chiếc Zenfone Zoom. Để qua bên đã, xem phụ kiện có gì. Đây có mấy cái miếng tem email này. Cái này là cục sạc khá là lớn, không rõ là có khả năng. À đây, theo như thông tin ghi trên cục sạc này thì đây là cục sạc nhanh. Nó có thể xuất ra hai dòng ra là một dòng 5V 2A và dòng 9V 2A. Đây là nút tai nghe. Như vậy là chúng ta sẽ có cả tai nghe nữa. Vâng, đây chính là cái tai nghe. Cái tai nghe của Asus lần này hoàn thiện khá là tốt. Ở đây thì chúng ta có cổng micro USB, dây cáp micro USB. Ở dưới này còn gì nữa không? Đây có giấy hướng dẫn sử dụng. Xem trong hộp này có gì nữa. À, rất thú vị. Wow. Một cái món đồ chơi mà mình mong chờ rất lâu, đó là chiếc Zenflash. Vâng, cái đèn Zenflash từ Asus. Với chiếc Zenflash này mà kết hợp với cả cái ống kính kinh khủng của Zenfone Zoom thì mình tin chắc là Zenfone Zoom sẽ có khả năng chụp ảnh không kém gì những cái máy ảnh chuyên nghiệp cả. À không, nói thế hơi quá, những cái máy ảnh du lịch ấy. Và chiếc Zenflash này thì chúng ta sẽ được đóng trong một cái bọc cao su như thế này. Và có dây để móc vào ngón tay. Rất hay. Và Zenflash thì chắc chắn là đi kèm cả dây hướng dẫn sử dụng của Zenflash luôn. Vâng. Và ở đây thì Asus họ có in riêng một cái tờ cảnh báo. Ở đây họ cảnh báo là ở đây, ở cái vùng này của cái điện thoại có một cái cục nam châm. Đó, cho nên là nên tránh xa khỏi những cái thiết bị nào mà nhạy cảm với nam châm. Ví dụ như là bạn nào dùng máy trợ tim cấy ở trong chẳng hạn, mà để cái điện thoại này ở túi áo là sẽ bị ảnh hưởng bởi nam châm ở đây. Đó, mình sẽ tháo ra xem nó nằm ở đâu. Đúng là ở đây có một cục nam châm thật các bạn. Và nó sẽ hút như thế này. Đó. Và thực ra thì cái tác dụng của cục nam châm đó là để sử dụng gắn chiếc Zenflash lên thì phải. Nếu mình đoán không nhầm chính xác luôn. Cái cục nam châm ở trên nắp lưng của Zenfone Zoom là để hít cái Zenflash này vào, rất chắc chắn. Đó, mình sẽ phải dùng lực một chút để khi mà muốn tháo nó ra. Và các bạn có thể thấy là cái nam châm này nó chắc đến nỗi là khi mà mình gắn cái Zenflash vào đây, mình có thể nhấc cả chiếc Zenfone Zoom lên. Và các bạn biết đấy, cái Zenfone Zoom chúng ta có trọng lượng khá là nặng. Chứng tỏ cái nam châm này rất là mạnh và chắc. Rồi, bỏ ở đây đã, nghịch sau. Như vậy là chúng ta đã có tất cả những gì đi kèm bên trong hộp của chiếc Asus Zenfone Zoom. Trả lại. Bây giờ thì chuyển qua thiết bị. Cái hộp đẹp vãi. Đây là chiếc Zenfone Zoom chúng ta. Bóc như thế nào nhỉ? Đầu là đây, không cần phải bóc. À đâu vẫn phải bóc. Nhấc cái đầu lên rồi bóc nó ra thôi. Wow. Đây là chiếc Zenfone Zoom chúng ta. Như mình đã nói trong cái video về chiếc Zenfone Max thì Zenfone Zoom có thiết kế khá tương đồng với Zenfone Max và thậm chí là nó còn to hơn cả Zenfone Max. Đây các bạn có thể thấy khi mà mình đặt vào nhau như thế này thì cái cạnh trên của Zenfone Zoom dài hơn một đoạn khá là nhiều. Đó. Ngoài ra thì cái phần cạnh viền của nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà chỉ khác một điểm là Zenfone Max ở đây là bằng nhựa, sau đó là sơn giả kim loại, còn trên Zenfone Zoom là phần khung viền bằng kim loại luôn. Đó. Và những cái chi tiết trên chiếc Zenfone Zoom này mình đã giới thiệu với các bạn trong cái video trên tay nhanh rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ nói qua qua thôi, mình chỉ nhắc lại qua qua thôi. Đầu tiên là về cái khung viền đi. Khung viền của Zenfone Zoom được là làm từ nhôm. Đó, nhưng mà không hẳn là nguyên khối đâu nhé. Nó chỉ là cái khung nhôm mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái
chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái đường chia anten ở trên này. Đó, rất giống với cả iPhone. Nhưng mà mình cảm giác là cái phần cạnh viền này nó gọn gàng, thanh thoát hơn. Ở hai mặt trên và dưới thì chúng ta có những cái đường cắt kim cương như này. Ở hai phần chỗ này và chỗ này, đấy, có cắt kim cương. Ở trên nút tăng giảm âm lượng thì chúng ta có chữ T và chữ V. Tức là khi mà chúng ta bật camera lên thì hai cái nút này sẽ đóng vai trò luôn là nút zoom, zoom ra, zoom vào. Đây là nút nguồn. Nút nguồn thì chỉ có chức năng là khóa màn hình và tắt bật nguồn mà thôi. Đấy, mình vừa bấm bật nó lên. Rồi. Ở bên này thì chúng ta có một nút để quay phim và đây là nút chụp ảnh. Đó. Cái nút chụp ảnh này thì cũng được thiết kế dạng nút bấm hai hành trình, tức là chúng ta có half press và full press, tức là bấm một nửa và bấm cả, bấm nửa để lấy nét và bấm cả để chụp ảnh. Rất giống trên những cái máy ảnh. Rồi. Đó là cái cạnh viền. Không có khe cắm sim ở ngoài bởi vì là chúng ta có thể tháo nắp lưng ra để cắm sim vào trong. Ở đây thì cạnh đấy chúng ta có cổng micro USB cũng lộn ngược giống như tất cả những sản phẩm từ Asus khác. Ở chỗ này thì chúng ta có một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này là cái khe để móc dây. Như các bạn thấy là chúng ta có thể móc cái dây này vào đây. Đó. Cái dây da làm rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta đến với mặt lưng. Mặt lưng thì với mặt lưng này thì mình có cảm giác Asus đã cải tiến hơn một chút so với cái bản mà trước đây mình trên tay ấy. Thì trước đây nó là cái mặt lưng bằng nhựa cứng và nhẵn bóng giống như là chiếc Zenfone 2 Laser ấy. Nhưng mà lần này thì trông có vẻ như là họ làm bằng da thật luôn. Vâng, ở đây mình thấy cái đường chỉ khâu. Như vậy thì có lẽ chắc chắn không phải là bằng nhựa, sau đó là giả da rồi. Ngoài ra thì ở góc này chúng ta cũng có chữ Intel Inside được dập nhiệt chứ không phải là in. Đó, cả logo Asus cũng là được dập bằng máy nhiệt. Ở đây chúng ta có lỗ ra ngoài. Nhưng mà cái lớp da này lại khiến cái nắp lưng của chiếc Zenfone Zoom có cảm giác dày hơn trước một chút. Nhưng mà thực sự thì không ảnh hưởng bởi vì là mình cảm thấy là với một chiếc camera phone như này thì chuyện dày mỏng không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là cái cảm giác chúng ta khi cầm và sử dụng mà thôi. Đấy, bóc cái lớp nắp lưng này ra thì chúng ta sẽ có ở đây là anten NFC này. Và khi mở cái nắp lưng này ra thì chúng ta sẽ thấy một hình ảnh quen thuộc trên những chiếc Zenfone 2. Đời đầu, đó là viên pin có thể sờ vào được nhưng mà không tháo ra được. Tiếp theo đó là một khe cắm sim và khe cắm thẻ nhớ đặt dọc ở đây. Đó, rồi, cụm camera rất là hầm hố và khủng bố ở đây. Chúng ta có cảm biến lấy nét bằng laser này, cả đèn flash 2 tông màu. Và đây là camera 13MP có khả năng zoom quang học 3x. Rồi, và theo như Asus họ có trình bày về công nghệ của mình ý, thì là camera của họ được đặt dọc ở trong này. Và cái cảm biến họ đặt ở dưới này, chứ không phải là ở ngay sau camera. Và các hệ thống thấu kính zoom các thứ là nó chạy dọc ở đây và nó sẽ zoom ra zoom vào các thứ. Rồi, chúng ta lật ra mặt trước. À, đây có một cái đường viền mạ chrome bóng rất là đẹp. Mặt trước của Asus Zenfone Zoom như mình đã nói trong video trước thì chúng ta có một màu trắng hoàn toàn. Và không giống như các mẫu Zenfone 2 khác thì dù có mặt lưng là màu gì thì chúng ta chỉ có mặt trước là màu đen mà thôi. Thì với chiếc Zenfone Zoom chúng ta có mặt trước màu trắng đồng màu với cả màu của máy luôn. Ở đây thì chúng ta có những cái nút điều hướng được làm dạng cảm ứng và nó chìm luôn vào đây. Chứ ở phần dưới này chúng ta không có cái đường họa tiết vòng tròn đồng tâm nữa. Rồi, bật máy lên. Gen UI cơ bản không có gì thay đổi nhiều cả. Đây, các bạn có thể thấy hình nền khá đẹp. Về Gen UI thì có lẽ là quá quen thuộc rồi cho nên mình không giới thiệu nhiều thêm nữa. Và về camera thì sao? Bật lên. Lần đầu tiên bật camera này lên luôn. Và khả năng chống rung của chiếc máy này theo mình thấy hiện tại khá tốt. Mình đang rung máy đây. Đây, mình sẽ thử quay cho các bạn một đoạn xem luôn. Đây, mình bấm quay rồi nhá. Sau đó mình giơ máy lên này. Sau đó mình rung tay này. Đó, các bạn có thể thấy nhìn thấy trên video là mình đang rung tay đúng không? Nhưng mà khi mà nhìn hình ảnh từ chiếc Zenfone Zoom này quay ra thấy cái độ rung nó rất là nhỏ và nó được giảm đi rất là nhiều rồi. Đó, các bạn có thể thấy. Đây, mình thử zoom lên rồi ạ. Khi mà zoom hình ảnh lên thì chúng ta sẽ thấy khả năng chống rung của nó còn tuyệt vời hơn nữa. Ok, tạm dừng. Về camera tự sướng thì sao? Chúng ta quay ra trước và góc chụp rất là rộng, mình đang chụp rất là sát luôn. Đây, mặt mình chỉ cách nó có một tí này thôi mà nó vẫn thấy được cả cái mặt mẹt này và cả camera, cả những cái thứ đằng sau nữa. Đó. Góc chụp rất rộng, khả năng làm đẹp thì vẫn không thay đổi so với Zenfone 2. Quay lại camera sau. Về giao diện chụp ảnh thì chúng ta sẽ có một cái giao diện cơ bản của Zen UI. Bây giờ mình sẽ thử khả năng chụp macro đi. Tại vì ống kính quang học thì kiểu gì macro chả kinh. Đó, mình zoom 3 lần lên rồi. Các bạn có thể thấy là khi mà zoom 3 lần lên thì họ có một cái thông báo là cái khoảng cách lấy nét gần nhất là 30cm. Ừ thì 30cm. Thật ra chưa đến 30cm đâu nhưng mà nó cứ ghi thế cho chắc. Đây là tấm ảnh mình chụp ở chế độ zoom quang 3x lên. Và chụp macro, nghịch thế thôi. Chi tiết về camera của Zenfone Zoom thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một video riêng sau này. Còn bây giờ thì thoáng thoáng qua thế đã.
Ngoài ra thì ở mặt sau chỗ phần vòng tròn camera của Zenfone Zoom có những thông tin rất cơ bản của cái camera này, đó là 3x optical zoom này, tức là zoom quang học 3x bằng hệ thống thấu kính này, with OIS tức là có chống zoom quang học luôn này, 13 megapixel, độ phân giải 13 megapixel này, khẩu độ lại f2.7 đến 1.8, tức là khi mà chúng ta không zoom lên, tức là khi mà chúng ta không zoom lên thì khẩu độ của chiếc máy này sẽ là 2.7, còn khi mà zoom 3x lên thì khẩu độ sẽ thành 4.8, tức là ảnh sẽ tối hơn một chút. Dual flash đây, dual flash ở đây. Laser AF đây, laser AF đây. Và Hoya lens. Hoya lens tức là cái hệ thống thấu kính ở bên trong chiếc Zenfone Zoom này sẽ được cung cấp bởi hãng Hoya, một cái hãng khá nổi tiếng của Nhật về ống kính máy ảnh chuyên nghiệp. Đó, nó sẽ nằm dọc ở trong này. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chịu khó ngồi xem cái video mở hộp và đánh giá nhanh cực kỳ dài này của mình. Bởi vì thực sự là lâu lắm rồi trên thị trường chúng ta không có một chiếc điện thoại nào đặc biệt với những cái tính năng như thế này cả. Thế cho nên là xin chào và gặp lại các bạn.